Xin chào bà con. Cảm ơn bà con rất nhiều trong thời gian qua đang theo dõi kênh Nông nghiệp Linh Hòa Group. Thì ngày hôm nay cũng như mọi hôm, Linh Hòa cũng trước cho bà con tham quan cái vườn cà ghép giống tại Đà Lạt gửi về cho địa phương Linh Hòa là Pleiku Gia Lai. Thì cũng như những clip trước thì Linh Hòa cho bà con tham quan. Sau thì Linh Hòa cũng giới thiệu sơ về cái tên giống cũng như là cái cách trồng, cách sử dụng cũng như là cái cách trồng là theo kiểu mô hình của Đà Lạt sử dụng hệ thống nhỏ giọt. Thì đỡ tiếp tục cái clip chính của ngày hôm nay thì xin bà con cũng như là mọi người yêu mến kênh Linh Hòa nén lại một chút xíu theo dõi hết cái clip này đỡ cho Linh Hòa giới thiệu những cái sản phẩm đỡ góp phần là lan tỏa cũng như là Linh Hòa làm ra những sản phẩm này cũng như là kêu gọi mọi người ủng hộ đến cái sản phẩm này. Trước mắt thì cho kênh Linh Hòa cũng như là ủng hộ những cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn trên tay Linh Hòa. Đó là những cái sản phẩm là bà con thôi theo dõi đây. Thì một là cái cà phê nguyên chất coi như là nhà làm của địa phương Linh Hòa, đặc sản khu vực Gia Lai cũng như là đặc sản Tây Nguyên là cà phê nguyên chất 100% nhà làm. Thì cái sản phẩm này thì Linh Hòa thì ấp ủ bao nhiêu năm để ra sản phẩm này đã đến địa phương Linh Hòa cũng như là sản phẩm đã đỡ khu vực Tây Nguyên này sử dụng rất nhiều rộng rãi cũng như là sản phẩm kế bên thì sản phẩm măng khô cũng là đặc sản tại địa phương Gia Lai thì được cái khu vực địa phương Linh Hòa là sử dụng rất nhiều nên ngày hôm nay thì trước cái nhân dịp ngày 20 tháng 10 thì sắp tới là ngày của phụ nữ Việt Nam thì Linh Hòa cũng giới thiệu hai cái sản phẩm này đến với bà con đỡ trước tiên thì bà con làm quà biếu cũng như là sử dụng trong gia đình trong những cái ngày lễ ngày Tết sắp tới thì mong muốn của Linh Hòa ở đây là hai cái sản phẩm trên tay Linh Hòa thì đã đến được với mọi bà con trên mọi miền thì chia sẻ từng cái thực phẩm ở đây thì trên tay Linh Hòa là cái sản phẩm cà phê nguyên chất cà phê sạch là tại khu vực Linh Hòa làm tự tự tay chế biến cũng như là công thức là tuyệt đối an toàn thì đỡ gửi đến bà con là cho cái sản phẩm cà phê là đậm đà cũng như là bà con tin dùng đỡ Linh Hòa luôn đưa cái mục tiêu hàng đầu là chất lượng thì cùng với cái sản phẩm cà phê này thì Linh Hòa cũng báo giá trực tiếp lên đây cho bà con thì trên tay Linh Hòa là cái sản phẩm cà phê bì như đây là 500 gram tức là nửa ký thì Linh Hòa gửi đến bà con trong trên kênh xem đây cũng như là toàn quốc thì Linh Hòa đưa ra một cái giá là 100.000 đồng thì 100.000 đồng đối với kênh Linh Hòa thì cũng một số tiền rất lớn cũng là cái động lực đỡ vì sao Linh Hòa giới thiệu đây là Linh Hòa làm ra những sản phẩm này đỡ một phần nào đó giúp đỡ vào cái kênh YouTube Y Thiện Nguyện Gia Lai mà những cái clip trước Linh Hòa đã giới thiệu cũng như clip này là có đường link bên dưới là bà con vào xem đó là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của khu vực Linh Hòa nói chung và toàn tỉnh toàn quốc nói riêng thì Linh Hòa giới thiệu đây để bà con ủng hộ mua sản phẩm này cho Linh Hòa cũng như là góp phần là ủng hộ cho cái kênh Thiện Nguyện Gia Lai để có cái kinh phí giúp đỡ những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn đó, mà cái giá thành của cái bì cà phê này thì Linh theo Linh Hòa thì chất lượng là lên hàng đầu còn cái giá trị của mặt hàng thì bà con sử dụng đỡ trải nghiệm cũng như là đỡ biết được cái chất lượng của sản phẩm của kênh Linh Hòa giới thiệu nó được tới mức độ nào đánh giá cho Linh Hòa cũng như là cũng đã ủng hộ góp phần ủng hộ cho Linh Hòa để cho mọi cái hoàn cảnh khó khăn được biết đến để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn sau cái bao bì cà phê thì cái sản phẩm trên tay Linh Hòa thì cũng là cái sản phẩm là măng khô tại địa phương Linh Hòa mà đặc sản ở đây là đặc sản cơ bang nổi tiếng tức là măng khô cơ bang thì nó là cũng là một sản phẩm rất là nổi tiếng thì Linh Hòa lấy sản phẩm này để đưa đến bà con này mọi miền để sử dụng cái bì bao bì trên Linh Hòa đây là bì 500 gram tức là nửa ký nó rất là to vì cái cà phê thì nó nửa ký này nó nặng hơn bà con nên rất là to cái khối lượng của nó là nửa 500 gram Linh Hòa gửi đến bà con với giá thành là 80.000 đồng. 80.000 đồng. Đó, 80.000 đồng thì cũng đã góp phần vào kênh Thiện Nguyện Gia Lai một số tiền nho nhỏ để ủng hộ đến kênh cũng như là giúp đỡ thực tế vào cái kênh Thiện Nguyện Gia Lai
đỡ góp phần giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, cũng như là bà con đã theo dõi kênh Linh Hòa bên nông nghiệp rồi cũng đã biết đến kênh Thiện Nguyện Gia Lai rồi, thì đó là những cái clip Linh Hòa gửi đến bà con bên kênh Thiện Nguyện Gia Lai đi giúp những hoàn cảnh khó khăn, cũng như là xây được những cái mộ nhi, mộ vô danh, cũng như là nhiều cái clip Linh Hòa đã giới thiệu đến bà con bên kênh Thiện Nguyện Gia Lai. Thì một lần nữa thì bà con ủng hộ thì Linh Hòa ship mọi miền đất nước cũng như là những khu vực lân cận thì Linh Hòa tận tay giao đến tận nhà trong thời gian sớm nhất cho bà con. Khi bà con thấy được clip này thì một sự ủng hộ của bà con thì Linh Hòa có đỡ những cái đường link bên dưới cũng như là số điện thoại Linh Hòa, số tài khoản Linh Hòa. Bà con tiện tay thì bấm vào những cái đường link bên dưới này thì theo dõi biết được, nắm bắt được tất cả những cái hoạt động của Linh Hòa cũng như là cái kênh Linh Hòa là có những gì, thì bà con mong bà con thì tìm hiểu cũng như là bên đường bên dưới. Cùng với đó thì mọi mạnh thường quân mà có muốn ủng hộ cho kênh cũng như ủng hộ những các cháu trên từng clip thì vào số tài khoản của Linh Hòa bên dưới đây có hết tất cả, thì cũng như là ở dưới đường link mô tả của cái bài viết này cũng tất cả đã đều có. Cùng với đó thì Linh Hòa cũng chia sẻ thì bà con ủng hộ cho Linh Hòa thì cứ đặt trực tiếp lên số điện thoại Linh Hòa cho địa chỉ, hoặc là trên nhắn tin trên kênh Linh Hòa, Linh Hòa cũng comment ủng hộ cho Linh Hòa, cứ comment cho Linh Hòa cũng rất là ok, thì Linh Hòa cố gắng là ship cho bà con trong thời gian sớm nhất. Thì mong bà con đang coi được cái bài này thì ủng hộ cho kênh Linh Hòa cũng như là ủng hộ đến kênh Thiện Nguyện Gia Lai. Thì một lần nữa thì Linh Hòa tiếp tục vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay là giới thiệu cho bà con cái vườn cà. Theo chủ đề chính của ngày hôm nay thì Linh Hòa cũng cho bà con tham quan cái vườn cà rồi, thì Linh Hòa chia sẻ tiếp tục thì cái giống cà ghép đến từ Đà Lạt. Hôm nay thì sử dụng cái cây cây đây cũng cây của Đà Lạt, dây của Đà Lạt cũng như là cái hệ thống nhỏ giọt đó, bà con thấy hệ thống nhỏ giọt ở dưới cũng là công nghệ nhỏ giọt đến từ Đà Lạt. Mà cái cách của bố trí của cái vườn này thì theo hàng thẳng đứng cũng như là không có cái hàng chữ A giống như địa phương của Linh Hòa. Thì cái đây là cái mô hình Đà Lạt, nói chung là tiết kiệm được chi phí đó, cũng như là những cái bó tre nhỏ thì giờ vẫn chưa kém hết đó, về bà con vẫn còn đó. Thì bà con theo cái ống kính của Linh Hòa đó cho bà con thấy đó, thì cái chi phí nó cũng gần như là tiết kiệm đó. Thì đỡ đến với cái clip ngày hôm nay thì do Linh Hòa đã hẹn gặp cho chủ vườn nhưng thời gian là Linh Hòa không ra kịp tới cái vườn, thì chủ vườn đi vắng nên giờ Linh Hòa sẽ trao đổi trực tiếp với chủ vườn qua điện thoại. Thì bà con chờ Linh Hòa trong chút xíu, đỡ Linh Hòa quay cho bà con, thì trong thời gian này thì Linh Hòa điện thoại cho chủ vườn để biết được cái chủ vườn là hướng dẫn cũng như là sử dụng cái thuốc mà trị cái bệnh là coi như reset trên cây cà chua, cũng như là biết được cái tên giống cũng như là bữa nay là ngày bao nhiêu đó cho bà con. Thì đó bà con, cái cà chua mình ngồi đây bữa nay là được bao nhiêu ngày rồi anh cho em hỏi thử cái vườn cà mình đây mình trồng được bao nhiêu ngày rồi anh? Cà chua của anh đó hả? Ừ, cà chua của anh. Em đang ở ngoài vườn anh. Dạ, em đang ở ngoài vườn anh. Được bao nhiêu ngày rồi anh? Cà chua của anh giờ anh không nhớ nữa, đây là ngày bao nhiêu nữa. Nó tầm tầm bao nhiêu ngày rồi Chắc anh khoảng ha? cỡ 35 ngày rồi đó. 35 ngày. Cái giống cà mình đây Đà Lạt là tên giống gì đấy anh? Đà Lạt về nó có mấy loại giống lận, Cái nhưng giống mình đang trồng. mà đa số là người ta trồng mà cà chua 383 383 cà ghép và cà 383. Rita. Rita hả? Ừ, hai À, món đó. cà Rita 383 cà Ý ghép. là em đang đứng ở, em đang quay ở trong cái vườn anh đó hả? Đúng rồi. Em mới hỏi thử cái tên tên cây cà. Mà cái thuốc mình đang mình cái thuốc mình đang sử Giờ dụng cái thuốc gì anh? Thuốc gì trị trị bên y cháy đâu cháy lén à? anh còn đang ở trong trong Đà Lạt đây, mà giờ mày hỏi tao biết là tao trả lời. Ý là mình đang sử dụng cái thuốc gì để mình ngừa cái nấm bệnh đi anh? Tên thuốc hay cho em nhớ thử. Nó nhiều lắm, nó nhiều nhiều lắm nha, nó đâu phải là một thứ đâu, Thì không mấy có những bao giờ mà phun một thứ hết á, phun phải là nói chung là phải vài thứ kết hợp với nhau chứ không một thứ không không chịu nổi. thì nói anh cứ nói sơ những cái thuốc gì mà cho nó cơ bản đi anh. Cơ bản nhất là tôi chưa phun, chưa tới giai đoạn phun nó. Chứ bữa giờ đang xử lý cái thuốc gì đây em thấy nó cũng khô những cái vết bệnh này anh.
Thì trước khi ta đi về trong này, về trong Đà Lạt. Trong Đà Lạt là tao lo tao xử cái rồi tao mới đi mà. Đi cái tuần lễ mà đâu có dám đó, bỏ đó là đâu. thuốc gì anh? Hả? Đó là thuốc gì đó? Tưới dưới đất với lại là phun trên lá, nó có mấy loại luôn. Nhiều rồi, giờ tao biết làm sao tao nên nói này. Giờ làm sao thì phải đưa cái hình ra rồi chứ giờ nói Không, tên không mà cần đi hình, đọc. đọc tên cho em là được là em nhớ. Profiler. Biro. Profiler. À, Birofiro là chuyên minh phun á. Profiler là chuyên phun. Ừ, còn Tức là bữa giờ cái đó mới phun có một lần một à, lần, còn dạ. cứ mỗi thứ phun một lần, phun một hai lần Thấy hiệu, thấy cho em cho thấy đều hiệu đều quả vậy đó. chứ. Rồi cái bỏ vào trong cái hệ thống tưới trong gốc là cái thuốc gì anh? Xin Shinkushin à? À, Shinkushin mình cho vào hệ thống nước để tưới nhỏ giọt. nhưng mà Cho nó khỏi tùy chứng trùng theo rễ đó. cái triệu chứng trùng rễ với lại các nấm khuẩn trong đó. Dạ, rồi cái đó. Còn cái kia thì do đây có mới 35 ngày nè. Khoảng 35 ngày mà chưa, với lại là tưới xử lý đất rồi tùm lum hết nhá, vôi rồi các thứ các kiểu, trong Dạ. Thì cái đấy là một mình món Shibushin nó đâu có làm được cái gì. cái khâu xử lý đất ban đầu thì mình xử lý những cái loại kia rồi, có vôi rồi đầy đủ. Em thấy anh bón và xử lý bằng vôi, xử lý bằng cái phân gạo hết mà. Thì đúng rồi. Rồi rồi rồi. Do em làm clip thì em cũng cảm ơn anh nha, chia sẻ cho bà con nha. Thì đó là những cái chia sẻ thực tế từ cái chủ vườn. Thì Linh Hòa cũng chia sẻ trực tiếp trên cái cuộc gọi, vì chủ vườn có việc gấp nên không có chờ được Linh Hòa ra mà phải đi vào Đà Lạt. Thì cái địa chỗ chủ vườn này cũng có gắn bó với cái tỉnh Đà Lạt nên sử dụng cái giống thì bà con đã nghe rồi. Thì bà con nhớ cái tên thuốc đó nên áp dụng được vào đó. Đỡ còn cái clip thứ hai, thứ ba trở đi thì Linh Hòa thì cải thiện lên cái độ cao cũng như là được tên cái 35 ngày đến ngày thu hoạch, thì Linh Hòa sẽ ra một cái clip tiếp để gửi đến bà con những cái thuốc dạng sâu thì để cho cái trái nó phát triển. Đỡ coi thử bà con coi thử đạt năng suất hơn cái giống tại địa phương Linh Hòa hay không, mà so sánh vì cái mùa này đang thực hiện thì cái mùa mưa ở địa phương Linh Hòa còn rất nhiều. Đó, hiện tượng bây giờ nước còn vẫn còn ở dưới đất đó, mà cái vườn cà theo như chăm sóc mà của chia sẻ chủ vườn á, thì mới xử lý một lần thuốc cũng như chạy một lần vào trong trong gốc thì mới có một lần nữa, nhưng mà cái vườn cà này tương đối đẹp, cho ra những buồng trái rất đẹp đó. Một buồng trái thứ nhất, buồng trái thứ hai và đang là hiện ra là buồng trái thứ ba. À, còn cái bông buồn đọt đây này nó bông ra chưa ra trái. À, bà con thấy là cái buồn trái nó rất là nhiều trong cái vườn cà. À, đây ba buồn trái rồi, bà con thấy không? Chỉ có 35 ngày tính từ ngày cấy. Cái giống cà thì cũng được chủ vườn chia sẻ rồi, bà con xem cũng như nắm bắt. Thì clip thì cũng xin là kết thúc tại đây. Thì cũng rất mong là bà con ủng hộ thì những cái sản phẩm mà Linh Hòa đã giới thiệu từ đầu bài, cũng như là đăng ký ủng hộ cho kênh Linh Hòa Group cũng như là kênh Thuyền Nguyện Gia Lai. Mà cái đường link thì mô tả thì Linh Hòa cũng đỡ hết ở dưới, cũng như là số tài khoản, số điện thoại của Linh Hòa. Thì bà con còn chưa khúc mắc thiếu sót gì thì bà con comment cho Linh Hòa sẽ giải đáp cho bà con trong thời gian sớm nhất, cũng như là một lần nữa kêu gọi bà con là nên ủng hộ dùm cho Linh Hòa những cái sản phẩm trên trước mặt Linh Hòa ở đây, để cho góp phần là giúp đỡ những cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Xin chào bà con, cảm ơn bà con rất nhiều, xin kính chúc bà con thì có một cái vụ mùa bội thu.